Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nguyện xin ơn sống của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính chào quý bà và anh chị em. Chỉ có hai luật lệ là mến Chúa yêu người, gói gọn tất cả toàn bộ Kinh Thánh và lịch sử cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho con người. Cho nên hôm nay Chúa Giêsu đã nói với những người Pharisee rằng khốn cho các ngươi là những người này người nọ giữ luật lệ mà không có tâm. Cho nên Chúa Giêsu đã nói như vậy với họ. Trong cuộc sống chúng ta đôi khi chúng ta giữ luật Chúa mà chúng ta quên mất hai cái luật đó là mến Chúa yêu người. Nên chúng ta hãy thành tâm xin Chúa hãy ban cho chúng ta có giữ luôn luôn giữ hai luật đó trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta gói gọn tất cả cuộc sống của chúng ta trong tình yêu của Thiên Chúa. Và hôm nay cũng là lễ mãn tang của anh Anton Đỗ Duy Khanh được 3 năm. Chúng ta cầu nguyện cho anh và cho chị và các con trong gia đình. Xin Chúa hãy chúc lành cho chị và các con. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con xuất sáng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Hỡi con người kia, hễ ngươi xét đoán thì ngươi không thể chữa mình được đâu. Vì ngươi xét đoán kẻ khác thế nào thì ngươi tự lên án mình như vậy. Bởi lẽ ngươi cũng phạm điều ngươi lên án. Chúng ta biết Thiên Chúa căn cứ theo chân lý mà xét đoán những kẻ hành động như thế. Hỡi con người kia, ngươi xét đoán những kẻ hành động thế ấy mà chính mình ngươi cũng làm. Ngươi nghĩ rằng ngươi thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa được sao? Hay là ngươi khinh thị lòng nhân hậu, nhẫn nại và khoan dung của người? Ngươi chẳng biết rằng lòng nhân lành của Thiên Chúa phải thôi thúc ngươi hối cải sao? Thật, bởi lòng ngươi chai đá, không chịu hối cải, ngươi chỉ tích trữ cho mình cơn thịnh nộ trong ngày thịnh nộ. Ngày sẽ tỏ ra thẩm phán công bình của Thiên Chúa, đấng sẽ trả lại cho ai nấy tùy theo công việc họ đã làm. Vì hễ những ai bền đỗ làm lành, tìm kiếm vinh quang, danh dự và ơn bất tử, thì sẽ được sống đời đời. Còn những ai ương ngạnh, không vâng phục chân lý, mà lại tin theo sự gian ác, thì sẽ gặp cơn thịnh nộ và giận dữ. Hễ kẻ nào làm sự dữ, thì mắc phải gian nan phiền muộn. Trước là những người Do Thái, sau là những người Hy Lạp, vì Thiên Chúa không thiên tư tay vị ai cả. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Xin cộng đoàn đọc câu đáp. Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui, do chính mình người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là đa tàng, là ơn cứu độ của tôi, người là chiến lũy của tôi sẽ không hề nao núng. Nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi ơi, hãy an vui, vì do người tôi được điều tôi trong đời. Phải, chính Chúa là đa tàng, là ơn cứu độ của tôi, người là chuyên lụy của tôi sẽ không hề nao núng. Hỡi dân tộc, hãy trông cậy người luôn mọi lúc, hãy đổ dốc tìm tâm sự trước nhan người, vì Thiên Chúa là nơi ta nương náu. Lạy Chúa sẽ trả công mỗi người theo như việc họ làm. Mời cộng đoàn đứng. Alleluia, Alleluia. Người ta sống không quyên bởi bay, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải thi hành những điều này và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong hội đường và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết. Có một tiến sĩ luật trả lời người rằng:
Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa. Người đáp lại rằng, hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa, vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không đụng tới. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, vào thứ tư tuần trước, trước thánh lễ, tôi có ngồi thường thường ngồi ở dưới đằng sau. Một chị chạy tới, thưa cha, cha cầu nguyện cho chồng con mãn tan 3 năm. Thật sự, tôi cũng chả biết chị là ai. Và tôi cũng chưa một lần nói chuyện với anh Khanh. Và cũng chưa nhìn thấy anh Khanh bao giờ. Thì tôi mới hỏi chị, vậy anh là ai? Dạ, chồng con là anh Tôn Đỗ Duy Khanh. Và một nói chuyện qua lại một chút, thì chị nói, chúng con là những người bên Phật giáo. Tụi con lấy chồng, tụi con theo đạo. Cả hai đứa con của con cũng vậy. Tất cả gia đình con vẫn là Phật giáo. Xuất gia tòng phu, nói như vậy cha. Một câu nói thật là đánh động tôi, và tôi sẽ suy nghĩ hoài. Tại sao một người phụ nữ mà không đi theo một chồng như vậy, mà luôn luôn tin tưởng vào sự tình yêu của Thiên Chúa luôn dành cho anh. Cái cảm nghiệm của tôi khi mà nói chuyện với chị, tôi mới nói trong thâm tâm tôi rằng, tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta đều biết nhà xứ chúng ta ở hiện diện nơi đây, một nhà xứ khang trang, anh đã bỏ tâm huyết để vẽ, phác họa và làm lên một cái nhà xứ tuyệt đẹp như vậy. Rồi sau đó anh mất. Và tôi cầu nguyện rằng, hy vọng trên thiên đàng anh cũng vẽ cho anh một căn nhà như vậy mà chính tay Thiên Chúa tạo dựng cho anh, vun đắp cho anh một căn nhà để anh hưởng trên đó. Thấm thoát đã 3 năm trời. Mấy ngày nào thấy là kiến trúc sư Khanh vẽ ngôi nhà này, mà hôm nay đã 3 năm. Anh sống vì tình yêu của Thiên Chúa, vì hy sinh, vì cảm nghiệm cuộc đời đức tin của anh cho gia đình. Anh là gương mẫu để những người vợ, để người vợ, người con noi theo, vì chị đã nói xuất gia thồng phu, chồng con theo đạo, con cũng theo. Một cái tình cảm tuyệt vời. Không như những người biệt phái trong bài phúc ngay âm ngày hôm nay. Họ là những người chúng ta có thể gọi là người đạo đức, giữ luật lệ rất là khắc khe. Và một chấm một phẩy trên luật lệ họ cũng theo cho chính xác. Và họ luôn luôn trước công chúng họ tỏ ra là những người có quyền, có thế, có chức, có vụ, có giữ luật lệ của Chúa một cách như vậy. Cho nên trong bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói, khốn cho các ngươi những người biệt phái. Các ngươi là những người chỉ có biết nói bằng miệng mà không đụng tới, không giúp người ta bằng chính cái tâm. Các ngươi chỉ có nói mà không làm. Họ bao quanh tất cả những điều luật đó mà họ không tỏ ra lòng thương xót đối với những người kém may mắn hơn họ. Vì đó, cho nên Chúa Giêsu mới nói những câu thật là nặng đối với họ, khốn cho các ngươi. Trong cuộc đời của họ, họ luôn luôn giữ luật lệ. Nhưng mà đối với Thiên Chúa Giêsu, Ngài đến, Ngài hoán chuyển tất cả cái điều đó trở thành một cái điều luật mà chúng ta gói gọn trong 2 luật luật, mến Chúa yêu người. Tất cả những hành động cụ thể trong cuộc sống đều có liên quan đến việc mến Chúa yêu người. Nếu mà chúng ta không có mến Thiên Chúa, không yêu người, chúng ta sẽ không có một cái tâm, không có một trái tim để phục vụ, để làm đúng vai trò của mình.
ngay trong hội thánh, ngay trong xã hội, cộng đoàn hay giáo hội cũng vậy thôi. Cho nên cuộc sống chúng ta là những người đi theo luật Thiên Chúa mà phải có một cái luật trong thâm tâm của mình, đặt Chúa là trọng tâm cốt lõi nhất để tất cả các hành động chúng ta phát xuất từ tâm mà ra. Cho nên những điều đó làm cho chúng ta cảm thấy là chúng ta mến Chúa một cách đích thực và yêu người một cách đích thực, không bằng môi, bằng miệng, mà không bằng lời nói hay bằng những gì mà chúng ta cho là bề ngoài, nhưng bằng chính cái tâm của chúng ta phát xuất ra. Đó là tình yêu của Thiên Chúa, đó là tình yêu chúng ta đối với con người. Tôi có thể lên tiếng đối với anh Khanh cũng vậy thôi. Anh Khanh mến cộng đoàn, yêu cộng đoàn, gia đình mình, anh đã phát xuất ra từ trong tâm tâm, anh giữ luật Thiên Chúa, dạy con cái và hướng dẫn người vợ mình trong luật đức tin. Cho nên người vợ đã thốt lên, con theo chồng thì con phải tin theo chồng. Đức tin của anh đã chuyển nở trong con người của chị là như vậy. Cho nên tất cả những hành động nhỏ nhoi của chúng ta đều gói gọn là chúng ta đối xử với những người chung quanh là làm sao. Nếu mà chúng ta đối xử với những người chung quanh thật là bình đẳng, công bình, tôi tin tưởng rằng Ngài là Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu cho chúng ta gấp bội, gấp trăm lần. Và luật lệ đó không làm cho chúng ta cứng ngắc, mà chúng ta có một lòng trắc ẩn yêu thương hoán chuyển tất cả những tấm lòng đang cứng ngắc trong con người của những người chung quanh. Thiên Chúa luôn luôn chúc lành cho chúng ta nếu chúng ta làm được điều đó. Và Ngài sẽ nói, nếu mà con có, ta sẽ cho gấp bội. Còn ai không có, dù họ có, cũng lấy đi. Amen. Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh chuyển sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa sẽ rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến. Để làm thánh lễ chúng con dâng sốt sáng cử hành, mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con,
Để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của Người, chúng con được phục hồi để đón nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, chào cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, chào cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, đây là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang chuyển Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi khiến nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy, Giám mục Phụ tá Donald chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con dâng thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho các ngài Anton, Đỗ Duy Khanh, Dỗ Ba Nam, Mara Trần Thị Bích Vân mới mất tại Việt Nam, Giuse Đinh Hoàng Rị, Maria Đặng Thị Kính, các linh hồn mà chúng con cầu nguyện thường xuyên, các nhân thành phận trong cộng đoàn chúng con đã ra đi trước chúng con, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng ta thinh lặng trong một giây lát. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa
Nhà Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Trên nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa kêu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sanh, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con với người, người hàng sông và hiền trì muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Ta ơn. Cảm ơn quý ông bà bạn chị em và chúc quý bạn chị em một đêm an lành.